năm 2017 tôi đã được chuyển giao công nghệ chỗ ông Chetchin người Mỹ về chuyển giao. Tôi đã xây được dựng được 5 sông. Máy móc của mình là toàn bộ những cái dàn sủi để tạo được cái dòng chảy đẩy toàn bộ những cái oxy tốt cho con cá, tức là oxy trong nước mà không đủ thì nó cứ nổi đầu suốt ngày nó sinh bệnh. Con cá bây giờ là gần như nó vận động không khác gì như người tập thể dục thể thao đấy, thì là con cá là rất chi khỏe mà nó ăn rất chi nhiều. Toàn bộ phân là thu về phía sau, là thu phân lên trên bờ. Tháng 5 vừa rồi tôi mới bắt đầu thả. Đến cuối năm vừa rồi tôi mới thu được một nửa 5.000 con cá chấm, 10.000 con cá chép mỗi một sông. Vừa rồi được là 41 tấn hai sông, lợi nhuận của tôi được khoảng 1 tỷ. Nhưng trong năm nay là tôi vừa mở rộng được thêm 3 sông nữa. Và tới đây nguyện vọng của tôi là mở thêm tầm cỡ 5 sông tiếp theo.